tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 được tổ chức tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ vào sáng ngày 13 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Bộ phim Everything Everywhere All at Once bội thu với 7 tượng vàng Oscar danh giá. Trong đó, Everything Everywhere All at Once danh giải ở hạng mục phim hay nhất. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Dương Tử Quỳnh cho vai diễn hóa thân thành một chủ tiệm giặt là người Mỹ gốc Hoa trong phim Everything Everywhere All at Once. Với chiến thắng này, Dương Tử Quỳnh trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Dương Tử Quỳnh năm nay 60 tuổi, cô bắt đầu đóng phim hành động Hồng Kông vào những năm 1990 và gây dấu ấn ở Hollywood khi được chọn vào vai Bond Girl gốc Hoa đầu tiên trong loạt phim James Bond Tomorrow Never Dies năm 1997. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Brendan Fraser cho vai diễn người đàn ông đồng tính nặng 270kg trong phim The Wall. Thừa thắng xông lên, Everything Everywhere All at Once tiếp tục giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Janet, giải dựng phim xuất sắc và giải kịch bản gốc xuất sắc. Nam diễn viên gốc Việt Quang Kế Huy và Jamie Lee Curtis lần lượt giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Everything Everywhere All at Once. Avatar The Way of Water thắng giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Black Panther Wakanda Forever thắng giải thiết kế trang phục xuất sắc. Từ loạt bài bất cập đào tạo nhân lực khoa học cơ bản, báo Sài Gòn Giải Phóng đã đăng từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3, đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các cơ sở đào tạo cũng như các nhà khoa học, nhà quản lý. Trong đó, với chức năng quản lý nhà nước, Bộ Giáo dục Đào tạo hoan nghênh, báo Sài Gòn Giải Phóng đã đặt vấn đề và cho biết sẽ có đề xuất về phát triển các ngành khoa học cơ bản. Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên thành viên Ủy ban Đổi mới Giáo dục Quốc gia giai đoạn 2018-2021 cho biết, vì tầm quan trọng của khoa học cơ bản, nên chính phủ cần có chính sách tăng đầu tư cho giáo dục khoa học cơ bản. Đồng thời, nhà nước ban hành các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc yêu cầu doanh nghiệp tài trợ cho nghiên cứu khoa học cơ bản như một điều kiện kinh doanh. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhà nước cần xác định các mũi nhọn trong đào tạo và nghiên cứu ngành khoa học cơ bản, cần có cơ chế đặt hàng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các ngành khoa học cơ bản quan trọng mang tính nền tảng như các ngành khối tự nhiên và khối xã hội nhân văn. Những chương trình trọng điểm quốc gia về khoa học cơ bản, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực trong nghiên cứu và công bố quốc tế. Trong khi đó, theo tiến sĩ Ngô Thị Kiều Anh, Phó trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong xu thế hội nhập quốc tế, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học các ngành khoa học cơ bản nói riêng là vấn đề chiến lược của mỗi quốc gia, mỗi nhà trường, vì đội ngũ này là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giáo dục. Vụ việc bé trai 17 tháng tuổi ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội bị hai bảo mẫu ở một cơ sở trông trẻ mầm non không phép tại địa phương bạo hành làm cháu bé tử vong, khiến dư luận phẫn nộ. Dù vụ bạo hành này không phải cá biệt, nhưng có thể xem là đỉnh điểm của hành vi tàn ác từ những người được coi là bảo mẫu, cô giáo mầm non. Trước đó, tại một số địa phương cũng đã xảy ra nhiều vụ bạo mẫu, bạo hành trẻ mầm non. Đáng báo động, những vụ bạo hành trẻ xảy ra thời gian qua hầu hết xuất phát từ các nhà trẻ tư thục, nhóm trẻ tự phát. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ bạo hành trẻ nhỏ, song lý do đầu tiên có lẽ là sự buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương đối với hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục. Để ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ mầm non, đặc biệt tại các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân, đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý việc cấp phép và thường xuyên hậu kiểm, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, ưu tiên quỹ đất xây dựng trường mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị phát triển và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động có chất lượng. Chuyện tiểu bậy công khai trên đường không phải là hình ảnh xa lạ tại thành phố Hồ Chí Minh và như một hệ quả tất yếu, câu chuyện thiếu nhà vệ sinh công cộng lại tiếp tục được mổ xẻ. Dạo quanh một vòng thành phố dễ bắt gặp chuyện tiểu bậy diễn ra thường nhật như một lẽ tự nhiên. Như quanh khu vực công viên 23 tháng 9, khu vực Sài Gòn Super Bowl gần sân bay Tân Sơn Nhất sau khi đóng cửa đoạn đầu đường Hậu Giang, khu
khu vực cổng kho hàng không, dịch vụ hàng hóa, đoạn kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, dọc hai đường Hoàng Sa Trường Sa, v.v. Trong muôn vàn lý do của chuyện tiểu bậy, việc thiếu nhà vệ sinh ở các địa điểm đông đúc của trung tâm thành phố có thể xem là một nguyên nhân. Tìm kiếm trên bản đồ, khu vực trung tâm quanh nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành cũng chỉ có khoảng 10 nhà vệ sinh. Điều ái ngại là nhiều nhà vệ sinh tình trạng xuống cấp hôi hám dơ bẩn. Xét cho cùng, chuyện đầu ra luôn là vấn đề mang tính cấp thiết. Nó vừa là nhu cầu cơ bản, vừa là quyền của mỗi con người. Nhưng cũng không thể vin vào cớ đó hay các lý do khách quan khác để có những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng. Thay đổi ý thức không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Với những người cố tình làm bậy, chuyện đó còn khó hơn, dù đã có những chế tài xử phạt của pháp luật. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất xây dựng dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm giải quyết căn bản các vướng mắc bất cập từ thực tiễn thi hành, tạo khung pháp lý thông thoáng linh hoạt hơn trong tham gia thụ hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình tham gia, thụ hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đáp ứng các yêu cầu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi gồm 9 chương, 133 điều. Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 gồm 9 chương, 125 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đề xuất một số nội dung như quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội và quyền trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân đối với bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Huấn luyện viên Philippe Trezor vừa quyết định bổ sung 4 cầu thủ từ đội U20 cho đội U22, trong đó có hai cái tên quen thuộc là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022. Gọi là triệu tập lên U22 chứ thực ra với Văn Khang và Văn Trường, họ chỉ trở lại nơi thuộc về. Bởi năm ngoái họ đã là thành viên U23 thi đấu thành công ở vòng chung kết giải châu Á. Có thể thấy về mặt tài năng, hai cầu thủ nói trên đã khẳng định được mình trong 2 năm qua. Nhưng sự lận đận của họ là rất đáng suy nghĩ. Số lượng trận đấu mà họ chơi trong màu áo câu lạc bộ Viettel hay câu lạc bộ Hà Nội không nhiều, dù về tuổi họ không phải là quá trẻ. Những người như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Văn Trường cần được tạo điều kiện chơi bóng ở V-League nhiều hơn, chứ không phải cố gắng chơi tốt trong màu áo tuyển U. Đó mới là cách để họ phát huy năng lực của mình, tránh tình trạng măng non mãi không thể thành tre được. Sự lận đận của họ, từ U23 xuống U20 rồi lên U22, cho thấy việc sử dụng nguồn nhân lực và cơ hội để phát triển tài năng cầu thủ trẻ ở Việt Nam vẫn chưa được thống nhất. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở số lượng trận đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam còn quá ít. Một cầu thủ lớn tuổi, đá tối đa cả năm cũng chỉ thi đấu 30 trận chính thức bao gồm V-League và Cúp Quốc gia. Trưởng thành mà thi đấu chỉ chừng đó thì cầu thủ trẻ chắc chắn còn ít hơn ở sân chơi chuyên nghiệp.